mẹ sanh con ra mẹ cho con ăn học bay lớn vậy nè, rồi bây giờ con đi quen với một thằng nghèo hèn như vậy đó hả? Mai mốt cưới về á, nó chỉ ăn bám bọn rút của nhà mình thôi. Mẹ, mình chia tay đi. Thì anh tính của mình là cuối năm nay thì anh mang nhà em hỏi cưới em. Xin lỗi. Mẹ, cái thằng này tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, thứ đũa móc mà đoạt chòi mâm son hả mày? Mẹ, sao tự nhiên mẹ tới đây chi vậy? Tới đây để bắt mày chia tay với nó chứ chị. Trời ơi, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, chuyện tình cảm của con mẹ đừng có xen vô được không? Mẹ là mẹ của con đó, mẹ sanh con ra, mẹ cho con ăn học bay lớn vậy nè, rồi bây giờ con đi quen với một thằng nghèo hèn như vậy đó hả? Nè, bác quá đáng rồi nha. Sao? Cái hạng như mày á mà cũng biết nhục nhã nữa đó hả? Nếu mày biết nhục á, mày đâu có bám theo con gái của tao. Mẹ, tụi con là yêu nhau thật lòng mà. Bây giờ mẹ về nhà trước đi, lát con về con nói chuyện với mẹ sau. Hôm nay mà con không chia tay với nó là mẹ từ con luôn đó. Con quen với nó có lợi lộc gì không? Mai mốt cưới về á, nó chỉ ăn bám bọn rút của nhà mình thôi. Mẹ, mình chia tay đi. Anh, cái gì mà chia tay? Mẹ em nói vậy thôi, chẳng phải anh hứa với em là tụi mình cùng cố gắng vượt qua khó khăn hả? Vượt qua khó khăn sao? Em nói nghe, anh cũng là đàn ông mà, anh cũng phải biết tự trọng chứ. Nếu mà biết tự trọng sớm một chút á thì đâu có cần có cảnh này đâu, đúng không? Nè, đi về với mẹ. Mẹ đã kiếm được một mối ngon cho con rồi. Người ta là giám đốc đàng hoàng, có ăn học, có địa vị, môn đăng hộ đối với nhà mình nữa, chứ không phải là cái thứ nghèo hèn như vậy đâu. Con không chịu đâu. Không chịu cái gì? Anh, đi về. Trời ơi, không lẽ con tính con chôn vùi cuộc đời con với một cái thằng nghèo hèn như vậy? Đó, con thấy chưa, nó chạy rồi đó. Con dòm nó có xứng đáng với con không? Về mau. Dạ, con chào bác. À, con mới qua chơi hả? Dạ, con có quà tặng bác, bác nhận cho con vui. Qua chơi với bác được rồi, mày đặt quà cáp chi cho tốn kém không biết nữa. Ngồi đi con. Dạ. Con Nguyên nó đang ở trên phòng, để bác gọi nó xuống nha. Dạ, con đợi được mà. Nguyên ơi, Nguyên à. Dạ. Đây là Nguyên con gái bác đó. Dạ, em chào anh. Mẹ em mới cho anh xem hình của em, nhưng không ngờ ở ngoài em lại xinh như thế. Dạ, em cảm ơn. Hai đứa cứ nói chuyện tìm hiểu nhau đi, nếu mà thấy được á, bác cho cuối năm này cưới luôn. Cuối năm lần hả bác? Ờ, sao con? Chứ con nhìn em là con muốn cưới liền luôn rồi. Thiệt tình. Hình như trong chuyện hôn nhân, em thấy anh hơi dễ dãi đúng không? Đối với anh thì không có yêu cầu gì đặc biệt hết. Anh thấy em và anh cũng xứng đôi vừa lứa, với lại gia đình mình cũng môn đăng hộ đối nữa, cưới sớm còn đẻ con sớm với bác. Ba má anh muốn có cháu bồng lắm rồi. Vậy nếu như em không sinh con được cho anh thì sao? Anh có chấp nhận được không? Trời, con sao con nói chuyện kỳ vậy? Con nói thiệt mà mẹ, con bị vô sinh lâu rồi, con chưa dám nói với mẹ là tại con sợ mẹ buồn mẹ lo thôi. Để con đừng có nói giỡn như vậy nghe chưa. Mẹ sinh con ra, mẹ nuôi con lớn, mẹ biết là con bình thường khỏe mạnh mà, sao lại vô sinh được con? Con nói thiệt chứ không có nói giỡn. Nếu mẹ không tin, con có thể cho mẹ coi giấy xét nghiệm của con. Trời đất ơi, con Tuấn á. Nếu em không khỏe thì hãy đi khám đi nha. Anh có một cuộc họp quan trọng mà anh quên mất. Thưa bác, con đi trước. Thôi ở lại ăn cơm với gia đình bác nha. Bác lo cơm nước xong hết rồi con. Dạ thôi, con xin phép. Công nhận trái đất này tròn thiệt. Đi đâu cũng gặp hai mẹ con bà. Ủa, người quen của anh hả? Xém quen thôi em, chứ anh đâu có dám bá vô cái loại gái độc không con này. Dính vô mấy cái đứa bệnh vô sinh lại khổ gia đình anh. Mày nói cái gì đó hả thằng mất dạy? Thôi mẹ,
tôi nói con bà gái độc không con đó. Thì sao? Khốn nạn. Thôi kệ, kệ anh ta đi, mình đi về đi mẹ. Đàn bà có việc sinh con đẻ cái thôi làm cũng không được thì còn giá trị gì nữa. Nè, tôi nói cho bà biết, nếu như bà muốn con gái bà lấy chồng được, tốt nhất bung tiền ra đi thì mấy đứa nghèo nghèo nó mới dám bá vô mà cưới con bà. À, thằng khốn nạn này mày bước chặt. Má, mày là thằng nào mà dám đánh tao? Tao là thằng nào thì tao cũng có quyền đánh mày đó. Mày khôn hồn thì tránh ra quyền ra, tao gặp mày đâu đánh mày đó đó. À, thì ra là mê cái con này, nó bị vô sinh đó. Coi chừng tuyệt tử tuyệt tôn như thằng chó. À, tuyệt tử tuyệt tôn mà tao cũng yêu đó. Còn mày biến. Thôi mình đi đi anh, tao không có thời gian đôi co với mày. Nhớ tao đó. Mẹ có sao không mẹ? Bác cảm ơn con nha. Dạ, không có gì đâu bác. Bác xin lỗi con. Lần trước bác đã có những lời nói không hay với con. Thực ra bây giờ bác mới biết con là một người tốt. Con đừng có giận bác nha. Dạ, thực ra thì cái chuyện lần trước con cũng quên hết rồi. Cho nên là bác đừng để ý nha, không có gì đâu. Hay là hai đứa quay lại với nhau đi, rồi cuối năm nay á bác coi ngày tốt, bác cho tụi con cưới luôn. Thì vậy hả bác? Dạ, vậy vậy con cảm ơn bác nhiều lắm. Con hứa là sau này con sẽ lo lắng cho Quyên thiệt là tốt. Còn cái chuyện mà Quyên không xin được á thì tụi con có thể xin con nuôi mà, dù sao thì cũng là con của tụi con mà, đúng không bác? Con bác cảm ơn con nói như vậy bác mừng lắm đó, bác cảm ơn con. Mẹ, thật ra là con không có bị vô sinh, mẹ đừng có lo. Con nói vậy là làm sao? Con chỉ giả bộ như vậy để thử lòng cái thằng giám đốc kia thôi. Kết quả thì mẹ cũng thấy rồi đó. Có những người bề ngoài thì tốt đẹp đạo đức, nhưng mà nhân cách bên trong thì tồi tệ lắm mẹ. Ừ, mẹ cũng thấy rồi. Anh nè, chuyện của em với anh, em nghĩ là mình không có quay lại được đâu. Ủa, sao vậy em? Em không thể nào quen một người hèn nhát như anh được. Lúc đầu em cứ nghĩ là anh kiên định, cùng em vượt qua bao nhiêu khó khăn. Vậy mà mẹ mới nói có mấy câu thôi, anh đã từ bỏ rồi. Nhưng mà anh xin lỗi. Anh xin lỗi bây giờ thì có ích gì đâu. Trong lúc em cần anh nhất, anh lại từ bỏ em. Anh có biết là em thất vọng lắm không? Em mong rằng sau này anh sẽ kiên định hơn trong chuyện tình cảm của mình. Còn chuyện của em với anh, mình dừng lại thôi. Em xin lỗi. Em mình về thôi mẹ. Con à, thôi bác về nghe con.